Thái Vũ Catering xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm đấy là thịt sấy khô nhá. Trời ơi, đây nhìn có thể nhìn thấy nguyên miếng ức gà này, lòng đỏ trứng gà này và các gan này, thịt gà sấy này, trong đấy có cả chim cút này. Để xem mình thử đập hộp xem con bé nhà mình nó có ăn không nhá. Thực sự là đối với những cái sản phẩm mà thịt sấy như này nó rất là ok, bởi vì mèo động vật ăn thịt mà. Ngoài bổ sung hạt pate, các bạn có thể cho bé ăn những cái đồ sấy như này. Đó, mình cho nó thử ăn cái con chim này xem. Trời ơi, nguyên con chim luôn này. Cái con chim này, con chim không? Ăn đùi không? Ông nó ăn này. Trời ơi, nó ăn cuốn quá, từ từ bình tĩnh. Ăn cái đầu luôn này. Bây giờ mình sẽ xé nhỏ cho nó ăn nhé. Mèo rất là thích chim các bạn. Đấy lý do vì sao mà nó rất thích cái cần câu lông ấy, mà bởi vì nó có cái lông của con chim á. Trời ơi, nó ăn nguyên một con chim khô. Trời ơi, nó có tôm luôn này. Tôm này. Nó ăn ngon lành chim. Đây. Đút cho ăn. Trời ơi, ăn hết luôn cái đùi rồi. Mày ăn tiếp cái đùi đi. Ăn từ từ không? Nghẹn, nghẹn, nghẹn đó. Đúng ăn nhớ. Đây, ăn sang cái ruột thôi đi. Cuốn lắm nha. Và mình sẽ thử lấy cái ê ê ê ê ê nước chim vô đây đi. Đây đây. Trời ơi, ngon tan luôn. Rất là ngon luôn. Ăn 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 tiếp đi, nè. Ăn tiếp không? Trời ơi, mình nó ăn hết con chim này luôn. Trời ơi. Ăn hết con chim này luôn. Rớt rồi. Rớt rồi. Thôi thôi, đừng ăn trong đó nữa. Ăn thôi, nốt đấy. Ăn nốt đi. Đây 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 đây. Ủa.